One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Được xem là một trong ba tay buôn vũ khí khét tiếng nhất mọi thời đại, hắn khoác lên mình những bộ vest thời thượng với một gương mặt đầy đáng kính. Vậy nhưng ẩn sau đó là sức mạnh đủ để duy trì cả một cuộc chiến tranh. Đó là Manzer and Caster. Nếu như Victor Bow được gọi là thương gia tử thần, thì Manzer and Caster lại có một cái tên mỹ miều hơn, đó là ông hoàng xứ Marbella. Vậy nhưng ông ta có nhiều hơn một biệt danh. Thượng viện Mỹ thì gọi ông ta là một trong những kẻ buôn vũ khí và chất cấm lớn nhất toàn cầu. Chính phủ Iraq thì gọi ông là tên khủng bố khét tiếng. Còn các nhà báo thì gọi ông ta là cha đỡ đầu của bọn cực đoan. Vậy thì Caster là ai? Hắn đã thao túng chiến tranh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Tay buôn thượng lưu. Nếu như các bạn là fan của những dòng phim tội phạm và cho rằng đã là ông trùm thì phải có xuất thân đặc biệt. Không từ đáy xã hội đi lên thì cũng phải trải qua sóng gió sinh tử, bị xã hội chà đạp thì mới đủ dã tâm. Thực tế thì không hẳn như vậy. Nếu các bạn đã đọc bản CV dưới đây thì bạn sẽ không bao giờ tin rằng đây là một tay buôn vũ khí khét tiếng. Một cậu bé có xuất thân được xem là ngậm thìa vàng, với cha là một quan chức cao cấp trong chính phủ Syria dưới thời của Tổng thống Hafez al-Assad, từng là đại sứ đầu tiên của Syria ở Ấn Độ, rồi sau đó là Canada. Đọc thông viết thạo 5 thứ tiếng, có 3 hộ chiếu tốt nghiệp ngành luật ở Rome, Italia. Chuẩn con nhà người ta đúng không nào? Vậy nhưng đây lại là xuất thân của Manzer al-Caster, người thường được gọi là cha đỡ đầu của bọn cực đoan. Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1935 tại Anab, Syria. Caster có đủ mọi thứ mà nhiều người chỉ nằm mơ mới có, từ gia đình danh giá, học lực xuất sắc cho tới điều kiện kinh tế. Vậy thì điều gì đã đẩy con người này vào con đường tội lỗi? Đó có lẽ phải gọi là đam mê. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Điều này đã từng được ông ta nhắc tới trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Manfred Morstein, tác giả của cuốn The Godfather of Terror. Tốt nghiệp ngành luật ở Rome, Italia năm 1960, thế nhưng đã không theo ngành này. Caster lại chọn con đường là các loại chất gây nghiện để lập thân. Năm 1970, đối tượng bị truy bắt tại Copenhagen, Đan Mạch vì tội mua bán cần sa, thế nhưng chưa tới mức bị truy tố. Sau đó thì Caster sang nước Anh, sống trong một căn hộ ở quảng trường Sloane, London và tiếp tục mua bán không chỉ cần sa mà còn cả chất cấm. Tuy nhiên, Caster chỉ thực sự bén duyên với ngành vũ khí 2 năm sau đó, và có lẽ đó là định mệnh sắp đặt. Đầu năm 1972, một người ở Liban chuyên bỏ mối cần sa chất cấm cho Caster đã đặt vấn đề rằng liệu ông ta có thể tìm mua giúp cho một nhóm nổi dậy ở Liban một số súng đạn hay không. Caster bắt đầu tìm hiểu về thị trường súng đạn và nguồn mua qua các mối quan hệ của cha mình, và Caster đồng ý thực hiện phi vụ này. Sau khi trao cho nhóm Liban lô hàng gồm 400 khẩu AK-47, 100 khẩu súng chống tăng RPG, 200 quả lựu đạn mà Caster đặt mua từ Ba Lan thông qua tổ chức Tháng Chín Đen. Tới năm 1988, lúc vừa mới cất cánh được hơn 30 phút, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Pan Am của Mỹ đã gặp nạn trên bầu trời Lockerbie, xứ Scotland, khi đang trên đường từ London, Anh tới New York, Mỹ. Toàn bộ 243 hành khách cùng 16 thành viên phi hành đoàn và 11 người trên mặt đất đã thiệt mạng khi các mảnh vỡ rơi xuống địa chấn Lockerbie. Đa số hành khách và phi hành đoàn đều là công dân Mỹ. Các cuộc điều tra cho thấy rằng thủ phạm của vụ đặt bom cực đoan này là Abdel Basset al-Megrahi, nhân viên tình báo của Libya, và chất nổ để chế tạo bom là do Caster cung cấp. Thế nhưng vì không đủ bằng chứng nên ông ta đã thoát tội. Sau những pha thành công ngoạn mục, Caster chính thức bước vào sân chơi vũ khí chợ đen và trở nên nổi tiếng với biệt danh là Hoàng tử Marbella. Thế nhưng các chính phủ thường gọi ông ta với cái tên cha đỡ đầu của cực đoan, và họ gọi thì đương nhiên là có lý do. Một trong những phi vụ có liên quan trực tiếp tới Caster xảy ra vào tháng 10 năm 1985. Khi đó, 4 thành viên của mặt trận giải phóng Palestine đã tiến hành đánh cướp chiếc tàu du lịch
Archie Lauro của Italia và bắt giữ hàng chục con tin khi nó đang neo đậu ở Ai Cập để buộc phía Israel phải trả tự do cho tất cả các thành viên thuộc lực lượng giải phóng Palestine đang bị giam giữ. Khi mà Israel từ chối yêu cầu này, những kẻ cướp tàu đã sát hại Leon Klinghoffer, một người Mỹ gốc Do Thái, lúc ấy đang phải ngồi xe lăn sau một cơn đột quỵ rồi ném xuống biển. Sau nhiều cuộc đàm phán trung gian qua Ai Cập, bốn thành viên của lực lượng giải phóng Palestine đồng ý thả con tàu này và con tin. Đổi lại, họ yêu cầu cần cấp cho họ một chiếc máy bay để tới Tunisia. Thế nhưng khi đi vào không phận Italia, hai chiến đấu cơ của Mỹ đã chặn đường, ép chiếc máy bay chở bốn thành viên của Palestine phải hạ cánh xuống sân bay Milan, Italia. Và sau khi bị bắt, ra tòa, cả bốn thành viên đều khai rằng Kassa là người cung cấp vũ khí và lên kế hoạch cướp tàu. Thế nhưng cũng lại một lần nữa, vì không đủ bằng chứng cụ thể, nên sau gần một năm bị tạm giam, Kassa tiếp tục được trả tự do. Nghe được tin này, Abu Abbas, khi ấy là thủ lĩnh của lực lượng giải phóng Palestine, đã nói: "Không, không ai có thể gọi anh ấy là một tên cực đoan. Anh ấy là một anh hùng trong con mắt của người Ả Rập. Tôi không cho phép bất kỳ ai gọi Kassa là cực đoan." Tiếp tục, tới năm 1986, Tòa án Pháp đã kết án vắng mặt Kassa 8 năm tù giam vì tội cung cấp vũ khí cho Palestine để ám sát những quan chức Israel tại châu Âu. Vậy nhưng ngay sau đó, lệnh này đã không bao giờ được thực thi. Lý do là vì tay chùm buôn lậu vũ khí khét tiếng nhất thế giới đã lên tiếng thì chẳng kẻ nào dám vuốt mặt mà không để mũi. Tại thời điểm này, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã bật đèn xanh cho những thương vụ bí mật bán vũ khí cho Iran. Vì sau cuộc chiến tranh Iran-Iraq, lệnh cấm bán vũ khí cho Iran đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt. Và ngay lập tức, 15 triệu đô được cộng vào tài khoản của Kassa. Những khoản tiền thu được từ việc bán vũ khí cho Iran là được chuyển cho tổ chức phản cách mạng Contras ở Nicaragua nhằm giải cứu những con tin người Mỹ đang bị giam ở Liban. Và một khi được chùm buôn vũ khí bật đèn xanh, thì tiền chảy vào túi của Kassa đã tăng theo cấp số nhân. Ước tính, trước khi bị bắt, ông ta đã tích lũy được khối tài sản lên tới 26 tỷ đô, thời giá những năm 80 các bạn nhé. Và nếu tính theo trượt giá hiện tại, thì khối tài sản của nhân vật này lên tới gần 100 tỷ đô. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. Năm 1992, một lần nữa, Kassa lại kiếm được hàng chục triệu đô thông qua những thương vụ bán vũ khí cho Croatia, Bosnia và Somalia. Và điều này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm vận vũ khí đối với ba quốc gia đó. Chưa kể, Kassa còn bán vũ khí cho Cộng hòa Chad, Guatemala, Iran, Liban, Sri Lanka, Syria và Yemen. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, bằng cách liên hệ với cựu Tổng thống Argentina Carlos Menem, Kassa đã có được tấm hộ chiếu chứng minh ông ta là công dân của Argentina. Các công tố viên của Tòa án Quốc tế La Haye cho biết rằng rất khó để tìm thấy hồ sơ tội phạm của Monzer Al-Kassa ở bất kỳ một quốc gia nào. Còn Kassa thì vẫn cứ thản nhiên: "Ở đâu có tiền là ở đó có tôi. Trong kinh doanh, tôi đã gặp rất nhiều những người thú vị, cả người tốt lẫn người xấu. Thế nhưng làm thế nào để biết ai tốt và ai xấu? Đây là vấn đề về quan điểm thôi. Một người xấu đối với bạn, thế nhưng lại có thể là người tốt đối với tôi. Thế nên đừng vì tôi chơi với người xấu mà bảo tôi là người xấu." Cũng trong năm đó, một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với Kassa. Tại Tây Ban Nha, thẩm phán Garzón, người đứng đầu cuộc điều tra về hoạt động cực đoan của nhóm Liên Khai Sử Basque, đã tìm ra bằng chứng kết tội của Kassa vì đã bán vũ khí cho nhóm này. Thế nhưng ngay trước ngày mở ra phiên tòa xét xử, một thành viên của nhóm Liên Khai Sử Basque tại Madrid và ba nhân chứng khác đã đồng ý cung cấp bằng chứng buộc tội Kassa, thì một đã bị tử vong vì ngã từ tầng 4 xuống, một thiệt mạng vì tai nạn xe hơi, còn người thứ ba thì đột nhiên mất tích. Sau khi Tổng thống Iraq là Saddam Hussein bị lật đổ, chính phủ mới ở Iraq đã ra lệnh truy nã đỏ đối với Kassa, vì trước đó ông này từng bán vũ khí cho lực lượng vệ binh Cộng hòa của Saddam Hussein. Thế nhưng chẳng những không ngán mà Kassa lại còn tiếp tục bán súng đạn cho các lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở Iraq. Ông Mufan al-Rubayn, cố vấn an ninh quốc gia Iraq, đã gọi Kassa là một trong những nguồn tài trợ chính cho phiến quân Iraq, và Iraq có đủ bằng chứng về những hành vi phạm tội của Kassa. Thời điểm đó, một trong những nhân vật chủ chốt cầm đầu các nhóm nổi dậy ở Iraq là Sabawi Ibrahim al-Hassan,
Ali Tikri, anh họ của Saddam Hussein. Dưới thời của Saddam Hussein, ông này là tư lệnh cơ quan tình báo Iraq và cũng là bạn thân của Qassam. Khi Saddam Hussein bị lật đổ, Sabawi đứng hàng thứ 5 trong danh sách truy nã của chính phủ mới Iraq. Tới đầu tháng 4 năm 2005, Liên Hợp Quốc ra lệnh tịch thu tài sản của Sabawi cùng 6 người con trai của ông vì đã cung cấp tài chính hỗ trợ cho các phần tử của chế độ cũ, các nhóm nổi dậy để tổ chức các cuộc tấn công chống lại chính phủ Iraq và liên minh do Mỹ đứng đầu. Tử thần xa lưới. Năm 2001, sự kiện tháng 9 tại Mỹ đã thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại của nước này. Luật pháp của Mỹ đã thay đổi theo hướng cho phép bắt giữ những kẻ tình nghi đang lẩn trốn và hoạt động tại nước ngoài để truy tố tại tòa án liên bang. Điều này đã mở đường cho cơ quan bài trừ chất cấm của Mỹ trong xây dựng kế hoạch bắt giữ Qassam vào năm 2006, cũng giống như vụ bắt giữ thương gia tử thần Viktor Anatolievich Bow. Năm 2006, cơ quan bài trừ chất cấm của Mỹ đã dương ra một cái bẫy mang mật danh là Operation Legacy, thực hiện bởi bộ phận hoạt động đặc biệt của tổ chức này dưới quyền chỉ huy của Jim Solis, sau khi móc nối với một cựu thành viên của tổ chức Tháng Chín Đen bí danh là Samir. Rồi qua nhiều lần liên lạc, cuối cùng Qassam đồng ý gặp Samir tại Beirut, Liban. Tháng 2 năm 2007, trong một cuộc gặp giữa Samir và Qassam, lần này thì có thêm hai người Guatemala giả làm thành viên của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đang tìm mua vũ khí để chống lại người Mỹ ở Colombia. Sau nhiều lần tiếp xúc để thỏa thuận với các điều khoản hợp đồng, Qassam đồng ý bán cho lực lượng vũ trang cách mạng Colombia 15 quả tên lửa đất đối không vác vai, 4.000 quả lựu đạn, 9.000 súng AK và đạn, 300kg chất nổ C4. Đổi lại thì lực lượng vũ trang cách mạng Colombia sẽ trả cho Qassam một lượng cocaine có trị giá 15 triệu đô. Tất cả những cuộc tiếp xúc này đều được phía cơ quan bài trừ chất cấm của Mỹ, viết tắt là DEA, bí mật quay phim. Tiếp theo, DEA đề nghị nhóm vũ trang Colombia giả thuyết phục Qassam tới Rumani để nhận chất cấm. Theo dự kiến, với sự đồng ý của chính phủ Rumani, DEA sẽ bắt Qassam tại Bucharest, thủ đô của Rumani. Thế nhưng ông ta từ chối với lý do rất khó tìm ra phương tiện và đường vận chuyển cocaine ra khỏi Rumani. Không bỏ cuộc, ngày 3 tháng 6 năm 2007, DEA lại chỉ đạo cho nhóm vũ trang cách mạng Colombia giả thuyết phục Qassam tới Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Lần này thì ông ta gật đầu bởi lẽ đó là nơi có tòa lâu đài Marbella của ông ta. Trong cuộc họp bí mật tại tòa lâu đài của Qassam, hai nhân viên giả mạo là Carlos và Luis đã được DEA gài thiết bị ghi âm, ghi hình trên người để ghi nhận lại nội dung của hội thoại. Qassam thì vẫn thận trọng do xét sự hiểu biết của Luis và Carlos về lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, và rồi thì đồng ý bán cho họ hơn 12.000 đầu vũ khí, trong đó thì có cả tên lửa đất đối không. Lực lượng vũ trang Colombia sẽ sử dụng loại tên lửa này để bắn máy bay trực thăng của Mỹ. Thỏa thuận cũng bao gồm một đề xuất của Qassam là gửi 1.000 đơn vị vũ khí như bom, tên lửa không đối đất cho tiêm kích để tăng cường cho lực lượng vũ trang của Colombia, cộng với thuốc nổ và gói huấn luyện cách sử dụng. Qassam đòi 4,4 triệu đô thanh toán từng phần cho lô vũ khí này. Và khi thỏa thuận được thiết lập, DEA muốn sắp xếp cuộc trao đổi với Qassam tại một nơi mà nhân vật này sẽ được dẫn độ một cách dễ dàng nhất tới Mỹ. Theo kịch bản định sẵn, Luis và Carlos nói với Qassam rằng một thành viên cấp cao của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia sẽ tới thanh toán tiền. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này đòi hỏi phải được gặp mặt trực tiếp để chắc chắn rằng Qassam tôn trọng thỏa thuận. Luis và Carlos đề nghị gặp nhau ở Rumani. Qassam không đồng ý vì không cảm thấy yên tâm nếu rời Tây Ban Nha. Thay vào đó, cuộc gặp mặt sẽ được sắp xếp tại sân bay quốc tế Madrid. Và Qassam đồng ý vì nghĩ rằng nơi này có thể sẽ dễ dàng tẩu thoát nếu có biến xảy ra. Cảnh sát Tây Ban Nha cùng với các đặc vụ của DEA đã giăng lực lượng khắp sân bay sẵn sàng cho vụ bắt giữ. Thế nhưng ngay sau khi mà Qassam đáp xuống nhà ga sân bay, các nhân viên DEA đột nhiên mất dấu đối tượng. Sau vài phút sững sờ, các đặc vụ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Qassam bước ra từ phòng vệ sinh của sân bay. Và lập tức, lực lượng cảnh sát áp sát, khống chế và tra tay Qassam vào còng. Họ nhanh chóng chuyển Qassam tới máy bay phản lực do DEA bố trí trước.
và tiến hành bay về Mỹ. Ngày 20 tháng 11 năm 2008, Cassa bị Tòa án Liên bang Mỹ kết án 30 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tài sản với những tội danh như buôn lậu tên lửa đất đối không để cung cấp cho bọn cực đoan, âm mưu sát hại người Mỹ, mua bán chất cấm và rửa tiền. Cassa hiện giờ 72 tuổi, đang chấp hành hình phạt nhà tù tại nhà tù liên bang ở Marion, Illinois, cách Chicago khoảng 300 dặm. Cassa không được tha tù cho tới trước năm 2033, tức là sẽ ở tuổi 88. Sự nghiệp buôn vũ khí của Manzer and Cassa huy hoàng là vậy, thế nhưng đã không có pha hạ cánh an toàn như Victor Bow. Xin được trích lời của nhân vật Yuri Orlov để kết thúc video. Tôi là cánh tay phải của một số kẻ ghê tởm, hay tự gọi mình là thống lĩnh. Và trong khi kẻ buôn bán vũ khí sừng sỏ nhất thế giới, sếp của anh, Tổng thống Mỹ, hàng ngày vẫn vận chuyển số vũ khí bằng tôi là một năm, đôi khi lúng túng, không muốn nhúng tay vào súng ống. Đôi khi ông ta cần một kẻ tự do như tôi để cung hàng cho các lực lượng mà ông ta không thể nào cung cấp được. Vì thế anh gọi tôi là ác quỷ, nhưng buồn thay, tôi lại là một con quỷ có ích.